Chào mừng anh chị và tất cả các bạn đã đến với Base Academy. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách tổng hợp một file công việc mẫu để sau này khi chúng ta triển khai hệ thống Base, chúng ta chỉ việc bookmark các công việc này lên thay vì là phải tạo thủ công từng công việc một. Trên màn hình ở đây là một file công việc đã được hoàn thiện. Thì file công việc này khi upload lên phần mềm nó sẽ trông như thế nào? Nó sẽ trông như sau. Khái niệm trên hệ thống thì nó sẽ bao gồm là dự án và phòng ban là đầu tiên. Và trong một dự án và phòng ban thì chúng ta sẽ có các cái nhóm công việc. Ở đây các anh chị có thể thấy đây là các nhóm công việc. Khái niệm này tương ứng trên phần Excel nó sẽ là nhóm đầu tiên. Nó có ký hiệu là được bôi đậm này và có dấu hai chấm ở dưới cuối. Khi anh chị có thể tổng hợp theo file mẫu này thì anh chị chỉ cần sửa cái tên ở đây là được. Thì ở đây chúng ta có thể hiểu là khi upload lên hệ thống, những cái dạng format như thế này sẽ được chuyển thành nhóm công việc ở trên phần mềm. Tiếp theo, dưới nhóm công việc chúng ta sẽ bắt đầu có các công việc. Ví dụ ở đây là Base Message, trong việc triển khai Base là một công việc này. Base Account là một công việc này. Thì khi mà ở trên file Excel nó sẽ hiển thị như sau. Account Message. Nó sẽ là cái dòng không có ký hiệu gì đặc biệt và nó sẽ ở trong mục tên công việc. Tiếp theo, ở dưới một công việc thì chúng ta sẽ có khái niệm thứ ba, đó là công việc con. Thì ở trên file Excel công việc con sẽ được hiển thị là công việc con sẽ nằm ở dưới công việc và trước đó nó sẽ có một dấu thăng. Tiếp theo, trên hệ thống có khái niệm thứ tư, đó là công việc gọi là công việc cháu đi. Thì công việc cháu sẽ nằm dưới công việc con và ký hiệu của nó trên file Excel sẽ là hai dấu thăng. Và anh chị lưu ý là giữa các dấu thăng với tên công việc sẽ có dấu cách. Đây là khái niệm thứ nhất, cột tên công việc. Và nó sẽ hiển thị giống như thế này ở trên phần mềm. Trên phần mềm thì sau này khi anh chị tổng hợp xong thì nó sẽ có dạng bảng để mình có thể view theo dạng bảng như thế này. Nhóm công việc hoặc là chúng ta có thể theo dõi theo dạng gadget. Đây là màu đen là nhóm công việc, đây là công việc và dưới đây là công việc con. Sau này khi anh chị lên phần mềm, nếu mình gán deadline và người thực hiện thì ở bên này nó sẽ hiển thị ra màu sắc, ví dụ như sau. Và tôi sẽ giao cho chính mình chẳng hạn. Thì đây là cái hiển thị trên phần mềm. Cột thứ nhất đó là tên công việc đã xong. Tiếp theo phần người giao, anh chị có thể điền username của người giao. Người thực hiện chúng ta cũng có thể điền username của người thực hiện theo danh mục ở Base Account. Account là cái file hồi trước mà chúng ta đã tổng hợp ở đây. File tổng hợp Account. Tiếp theo người theo dõi là những người cần nhận được thông báo từ cái công việc này. Thì mình tắt username của người đấy và cách nhau bởi dấu phẩy. Cột ưu tiên mình có thể bỏ qua, cột nhãn có thể bỏ qua. Ngày bắt đầu có thể bỏ qua. Thời hạn là deadline của công việc, anh chị có thể nhập theo mẫu ở đây. Thời hạn hoàn thành thực tế thì mình tạm thời sẽ bỏ trống. Mô tả công việc là cái nơi để anh chị diễn giải cái cách để hoàn thành công việc đó. Mình có thể ghi mô tả ở đây. Tiếp theo là trạng thái. Trạng thái thì sẽ có đang làm, hoàn thành, quá hạn và hoàn thành muộn. Thì anh chị có thể để là đang làm. Kết quả công việc thì có thể tạm thời bỏ qua. Khi lên phần mềm mình có thể cập nhật kết quả công việc sau. Mục tiêu bỏ qua. Ngày tạo. Ngày tạo thì anh chị có thể bỏ trống hoặc là nhập một ngày bất kỳ. Bởi vì khi mà chúng ta up Excel lên trên hệ thống Base Rework thì hệ thống cũng sẽ lấy chính xác cái ngày mình upload để lấy làm ngày tạo. Mã công việc anh chị bỏ trống. Thì khi anh chị đã tổng hợp được một file Excel với nhóm công việc này, tên công việc này, công việc con này và có thể có công việc cháu và nhập các thông tin như ở bên trên, thì các anh chị đã hoàn thành xong một mẫu file Excel như thế này. Khi bắt đầu triển khai Base, ban triển khai của Base sẽ hướng dẫn anh chị cách để upload để tạo thành một dự án tương tự như thế này ở trên hệ thống Base. Và nếu có thắc mắc trong quá trình tìm hiểu, anh chị có thể bình luận ở dưới video này hoặc là có thể đặt câu hỏi với bạn tư vấn phần mềm Base đang làm việc với công ty của các anh chị. Cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video này.